Hello, em lại kính chào toàn thể bà con cô bác ngày hôm nay đã trở lại với YouTube của em. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục bố trí 4 dàn cày chảo lên đường phục vụ cho anh em Sóc Sơn, Tân Bình Sóc Sơn và Ngọc Thiện Bắc Giang. Đấy, những dàn cày được trải qua quá trình đóng cũng như là sản xuất rất là trau chuốt mượt mà. Ngày hôm nay thì lên đường về với lại anh em cũng như là bà con. Mong cho một vụ mùa bội thu và một sản phẩm ngày hôm nay đi thì thật nhiều may mắn. Bên em còn rất là nhiều lồng cày bừa đang sản xuất hàng đặc cho anh em khá là ổn luôn. Anh em có nhu cầu alo thì có nhu cầu sử dụng thì alo cho em. Ngày hôm nay thì chiều hôm nay thôi, ba dàn cày năm chảo này lại tiếp tục lên đường sang với này anh em ở Phú Châu, cộng một dàn bừa lan nữa, và tiếp theo đó là một dàn năm chảo kia ngày mai thôi, chẳng phải đâu xa, ngày mai thôi sẽ lên đường với này anh em Bình Giang Hải Dương. Và một dàn năm chảo tiếp theo trong buổi chiều ngày mai thì sẽ lên đường vào Quỳ Hợp, Nghệ An. Và giờ phút này đây, sau ngày hôm nay thì sẽ có đôi bánh lồng cộng với một chiếc bừa lăn em đang bố trí sẵn ở trong xưởng rồi, của máy 5018, lên đường sang với lại anh em Tiên Lữ Hưng Yên. Em xin kính chào và gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo.